Ở đây có rất là nhiều núi đôi Cô Tiên, ở đây có thiên đường đá, ở đây có những con đường cong queo rất là đẹp. Và ở đây là đâu? Trên độ cao khoảng 1.500 mét. Ở đâu đây? Có thú vị hay không? Đi đến đây như thế nào? Anh chị, quý vị hãy tham gia follow kênh của Thường Dịch Tour. Và cuối video này, Thường sẽ bật mí cho quý vị cái địa danh này là đâu và thực sự đẹp như thế này. Đâu mà có nhiều người check-in đội xô và đến check-in như thế này? Chắc chắn rồi. Quý vị hãy tiếp tục xem nhé. Ok. Tại sao lại có rất là nhiều bạn trẻ đến đây để mà chọn cái điểm này check-in hả? Tại sao vậy hả? Tại sao lại có nhiều con đường đẹp như thế này hả? Tại sao lại có nhiều núi đôi Cô Tiên như thế này hả? Oh. Wow, ở dưới kia đẹp quá.